Trong thời đại ngày nay, tri thức là chìa khóa cho mọi thành công. Tập đoàn Nguyễn Hoàng tự hào là người đồng hành trên hành trình chinh phục tri thức và cùng thế hệ trẻ lan tỏa khát vọng, thắp sáng ước mơ vì một Việt Nam thịnh vượng. Thành công ngày hôm nay Nguyễn Hoàng có được với tên tuổi đã khẳng định trong xã hội là thành quả ươm mầm trong quá khứ với những dấu mốc không phai nhòa trong tâm trí của những con người Nguyễn Hoàng. Khởi đầu là một cửa hiệu theo mô hình cửa hàng thương mại dịch vụ tinh học với chỉ một vài nhân viên, được thành lập năm 1999. Ngay từ khi thành lập, Nguyễn Hoàng đã xác định tôn chỉ hoạt động của mình là phục vụ cộng đồng, nỗ lực mang đến các sản phẩm máy tính chất lượng, góp phần đem lại tri thức cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sau 2 năm hoạt động, năm 2001, Nguyễn Hoàng đi lên mô hình công ty với tên gọi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tinh học Nguyễn Hoàng. Thời kỳ này, bên cạnh lĩnh vực kinh doanh sản phẩm máy tính, Nguyễn Hoàng tiến hành mở rộng, đẩy mạnh mảng dịch vụ. Nguyễn Hoàng tiên phong khai trương mô hình siêu thị máy tính đầu tiên tại Việt Nam. Với phương châm hành động, hướng tới cộng đồng, phổ cập công nghệ và tri thức, Nguyễn Hoàng phổ cập cung cấp máy tính rộng rãi tới cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, tập đoàn, cơ quan nhà nước, các thương hiệu lớn quốc tế hoạt động ở Việt Nam. Trong giai đoạn này, công ty đã được tập đoàn Intel chứng nhận là top 5 doanh nghiệp cung cấp máy tính ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng không ngừng sáng tạo các dịch vụ mới, độc đáo, bao gồm dịch vụ sửa chữa máy vi tính, kết hợp đào tạo bác sĩ máy tính, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng và khách hàng. Năm 2007, công ty chuyển đổi hình thức từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần với tên gọi mới Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Nguyễn Hoàng. Đồng thời với đó, bắt đầu tiếp cận lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin. Sự linh hoạt trong quá trình kinh doanh đã nhanh chóng giúp công ty tạo được sự tin tưởng, ủy thác từ các cơ quan quan trọng của nhà nước, các tổ chức, tập đoàn nước ngoài, đại sứ quán, lãnh sự quán, các dự án cấp vốn bởi Ngân hàng Thế giới. Với chiến lược theo đuổi mô hình đầu tư giáo dục và công nghệ, năm 2008, Nguyễn Hoàng một lần nữa đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo dục Nguyễn Hoàng. Chính thời điểm này, hệ thống trường bán trú liên cấp từ mầm non đến phổ thông iSchool được thành lập. Với sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam chuẩn nhân cách, vững kiến thức, năng động, sáng tạo, tự tin, giàu kỹ năng, sẵn sàng học hỏi cao hơn, phục vụ xã hội, thích nghi và thành công trong mọi môi trường học tập và làm việc trong nước cũng như quốc tế. iSchool khơi dậy tiềm năng và khích lệ sự phát triển từng cá nhân, định hướng cho học sinh thông qua 6 giá trị cốt lõi: trung thực, trách nhiệm, tôn trọng, vượt trội, hội nhập và công nghệ cao. Đây cũng là hệ thống trường tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Thành công nối tiếp thành công, năm 2011, Sài Gòn Academy School, viết tắt là SGA, chính thức ra đời. Đây là hệ thống trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam giáo dục sớm cho trẻ từ 0 tuổi đến 6 tuổi. Tại SGA, trẻ em được kích hoạt tư duy, khai mở tiềm năng trí tuệ của não bộ một cách tối đa nhằm phát triển toàn diện về ngôn ngữ, trí tuệ, tư duy, thể chất, tính cách, kỹ năng sống và tiềm năng về năng khiếu. Các em sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giai đoạn phát triển tiếp theo trong cuộc đời. Năm 2014,
được coi là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước chuyển lên tầm cao mới của tập đoàn, mở ra kỷ nguyên phát triển bùng nổ với những kế hoạch và dự định lớn lao. Định hình Nguyễn Hoàng là tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư. Công ty sử dụng tên gọi thống nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng, đồng thời khai trương đi vào hoạt động trụ sở mới là tòa nhà iTower tại số 49 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 2015, Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức gia nhập vào gia đình Nguyễn Hoàng trong bối cảnh công ty đang tích cực đẩy mạnh các kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. Với sự hội tụ của iSchool, SGA, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, từ đây đánh dấu sự trọn vẹn trong chuỗi hệ thống giáo dục từ mầm non đến tiến sĩ trong chiến lược đầu tư giáo dục toàn diện của Nguyễn Hoàng. Con người làm nên tất cả, giáo dục làm nên con người. 16 năm đã trôi qua, vượt bao thăng trầm, biến chuyển, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Nguyễn Hoàng đã kiến tạo nên những thành quả đáng trân trọng cho cộng đồng, đồng thời tiến vững hơn trên con đường chinh phục những thành công mới. Ban lãnh đạo tập đoàn xin cảm ơn cuộc đời, xin cảm ơn Thượng Đế, xin cảm ơn cán bộ nhân viên đã luôn vững tin trong suốt 16 năm qua. Một cánh cửa mới hướng tới tương lai đang rộng mở với một nền tảng tài lực, trí lực vững chắc, Nguyễn Hoàng tự tin bước tiếp những bước tiến mới trong cuộc hành trình mới, hành trình tri thức lan tỏa khát vọng Việt. Ban lãnh đạo tập đoàn xin cảm ơn cuộc đời, xin cảm ơn Thượng Đế, xin cảm ơn cán bộ nhân viên đã luôn vững tin trong suốt 16 năm qua. Một cánh cửa mới hướng tới tương lai đang rộng mở với một nền tảng tài lực, trí lực vững chắc, Nguyễn Hoàng tự tin bước tiếp những bước tiến mới trong cuộc hành trình mới, hành trình tri thức lan tỏa khát vọng Việt.